quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Ông có tò mò không? Không ạ. Tò mò bên trong là cái gì không? Không có. Rất là tò mò đúng không? Tò mò. Tôi cảm ơn ân nhân đã gửi nữ quân cổ tới tôi với vợ tôi. Tôi biết tôi ân nhân rất là nhiều. Cảm ơn ân nhân. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của cô Thân Thị Lan. Cô có gửi cho cháu Lực từ hôm kia rồi. Hôm kia thì cháu Lực có nhận được rồi. Tại vì là cháu Lực có bận một chút công việc ở trên nhà các em thì thành ra là không có lên trao được cho ông bà cụ luôn. Thì hôm nay cháu Lực mới đi xuống để trao cho ông bà cụ được cô bác ạ. Đấy, phần quà này thì gửi xuống cho ông bà cụ ấy cô bác. Và hôm nay cô Lệ Bình Dương có hai tên Thân Thị Lan. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Cùng cháu Lực đi vào đưa cái phần quà này tới cho ông với bà cụ một chút. Cái thời gian này thì ông bà cụ sẽ không có ở dưới nhà kia là nhiều nữa cô bác ạ. Ở dưới nhà kia thì bây giờ lúa mọi cái thì cũng đã trồng xong hết rồi. Cũng này thì có vẻ cũng tầm rơi đó tầm 10 cân gì đấy cô bác ạ. Hãy vào cái chỗ này thì cái khu này thì có vẻ là có chè rất là nhiều cô bác này. Ở đây thì có những gốc chè thì đã được trồng từ rất là lâu rồi. Có thể là nó gọi là ngang bằng cái chè cổ thụ luôn rồi. Đấy, vừa mới vào thôi đã nghe thấy tiếng chó của nhà ông sủa rất là ghê cô bác. Đấy, ở xung quanh nhà của ông cụ thì cũng được ông là làm mà rất là sạch sẽ cô bác. Không biết là giờ dê của ông cụ thì đã mang về chưa. Thục bao áp ô. Ừ. Chạy ạ. Đây, ông cụ bà, ông với bà thì có nuôi thêm một chút con gà nữa. Thùng phát cầu này phụ. Hả? Thùng phát cầu này. Hóc ồn phát cầu. Nên con lấy. Hả? Nên con lấy. Này hóc ồn bà tu phát cầu chết tìm mèo chứ. Ồ. Chín ở quán mèo nên quay đúng mà. Chỗ này thì là cái tủ để ông để cơm của bác này. Cái này á, chắc không ông? Rồi, chắc đấy. Chắc cô à? Bảo bác khá này khát nào. Không phải này khát chứ. Bây giờ lấy cái này để làm nắp nữa à? Ừ. Này để cái nắp. Bọn cô tích thật ông. Ông với bà thì hôm nay là nấu món gì ấy? Hả? Hôm nay nấu món gì ấy? Ui, cứng á. Đây là cơm này. Đấy, cơm này thì cơm từ sáng lên rồi. Thành ra là ông với bà cụ là lại mà để ăn cơm. Còn hôm nọ thì cháu Lực cũng đã mua vịt chính cho ông với lại chút thực phẩm cho ông rồi. Và có cả thêm là trứng nữa. Ui, cái này hạt này ông đi thu mua về, thu thì lấy được về nhiều đấy. Ừ. Thế mùa này là ông với bà là hay đi trên rừng để lấy cái hạt này về à? Quả này về à? Vâng. Chậu về à? Vâng. Là năm ông ạ. Ừ. Đấy, ông với bà thì thời gian này cô bác có hạt cà chẩu này này. Thành ra là ông với bà đi thu, đi nhặt về cô bác. Ở đây thì chỉ có đi nhặt những cái quả mà nó bị rụng xuống thôi. Còn như em Quân thì em còn trèo hẳn lên trên cây cao để mà lấy. Đây cái thùng nhựa này thì cũng được ông với bà là mang lên trên này để ông với bà để nước rồi cô bác ạ. Ở dưới kia thì bây giờ ông với bà sẽ ít ở hơn. Đấy, hôm nay thì cháu lại có một cái phần quà cho ông ấy. Nhá. Ừ, thế à. Trong này thì bây giờ cháu cũng chưa biết là cái gì. Đấy, ông cháu mình bóc luôn đi nhờ. Vâng. Ông nhờ. Đấy. Giờ thì sẽ bóc luôn cho ông. Hôm nay thì cháu được quên cầm dao rồi. Xem mình
Cái dao của nhà ông ở đâu ấy? Dao à, đây đây, cháu thấy rồi. Đây. Mì mới phải nếm liều em. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ bóc cái phần quà của bà Thân Thị Lan. Bà ở tổ 4, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cô bác ạ. Bà thì có thể nói là dùng băng dính buộc rất là chắc. Chắc là này cô bác này, băng dính dán vào rất là chắc. Chuyên tốt rồi đấy. Tiền rơi kìa bà. Đấy, tiền, đấy. Tiền. Đấy. Tiền của bà đấy, chứ không phải tiền của cháu đâu. Chiên kìa mì chứ. Đấy. Đây thì là phần quà của bà Thân Thị Lan. Bà gửi cho ông bà cụ này. Có một cái tấm chăn này. Đấy. Ông với bà cụ có chăn mới nhá. Vâng. Đấy, chăn này thì mùa này đắp rất là ấm luôn đấy. Vâng. Cô nào này mà. Ừ. Thảo nắm chặt đấy. Thảo đấy chứ. Cô nào này. Đấy. Đây đây là chăn nhá. Vâng. Chăn để ông bà cụ đắp nhá. Vâng. Rồi. Còn đây là quần áo này, quần này. Quần vâng. Này thì chắc là ông mặc đi rừng được đấy. Vâng. Đấy. Quần áo rất là đẹp luôn này. Đấy, đây vâng. Người ông này. Đấy, và ở đây thì có rất là nhiều mì tôm luôn này các bác. Ui, một thùng rất là to luôn. Đấy. Ui, cái gì rơi đây? Đấy, để đây đã, xem nào. Có phải là ba lá? À đây, không. Ồ. Đây là không có gì cả các bác ạ. Chó của ông có vẻ sủa ghê đấy nhờ. Hả? Chó của ông có vẻ sủa ghê đấy nhờ. Ừ. Đây, đây là mì tôm này. Đây đây thì mì tôm để ông với bà cụ ăn sáng này. Không còn mì tôm không? Còn. Mì tôm vẫn còn à? Vâng. Đây, đây là có thêm mì tôm cho ông này. Đây mì này là mì gấu đỏ không nhá. Vâng. Rất là nhiều mì tôm luôn đấy ông ạ. Nay thì ăn cả tháng rồi đấy. Vâng. Đấy. Ui, nhiều lắm đấy ông ạ, mì tôm này. Vâng. Đấy, nhiều đấy ông ạ, một túi luôn đấy. Nhiều. Một túi mì tôm luôn này. Đây chắc là một thùng luôn rồi ông ạ, một thùng mì tôm luôn rồi. Đấy, còn đây là cái. Đây, có lực phải là bỏ ra để xem bà viết là đây. Cô Lệ gửi cho cháu Lực hai cái áo mới. Lực nhớ hướng dẫn ông bà cụ uống bột đậu mỗi ngày, có một chai thuốc rượu trị đau nhức đau lưng đau bụng thì uống một muôi trên một lần, đau nhức thì thoa vào chỗ đau. Đây đây thì bà có ghi và gửi cho cháu Lực nhé các bác nhé. Đây cháu xem này. Đây thì bà có bảo là gửi cho cháu Lực hai cái áo mới này. Ui. Đây này còn tem còn mác luôn này các bác này. Đây đây thì bà gửi cho cháu Lực này các bác. Đây rất là đẹp luôn. Vâng. Đấy, rất là đẹp này cô bác ấy. Đấy. Đấy, rất là đẹp cô bác. Đây thì bà bảo là gửi cho cháu Lực này. Thì cháu Lực sẽ để đây. Vâng. Nữa thì cháu sẽ mang về nhá, không biết. Vâng. Đấy, và đây thì có gửi cho ông bà cụ là mốc ấy nhá. Vâng. Đấy, thêm mốc này. Xem. Đấy. Cốc. Cốc mới luôn ông ạ. Vâng. Đấy, đây là ông với bà là muối một cái nhá. Vâng. Đấy, đây này, đẹp chưa ông? Vâng. Đẹp không ông? Đẹp đấy. Đẹp không? Vâng. Đây bà. Đấy, đẹp đấy nhờ. Vâng. Ông với bà có thích không? Thích đấy. Thích à? Thích đấy. Đấy, đây, còn đây là cái muôi ông nhá. Vâng. Đây là muôi này, thiền này. Cái này thì để ông thay thế những cái muôi cũ đi nhá. Vâng. Đấy. Đấy, và từ từ để cháu còn rất là nhiều đồ mới đâu ạ. Vâng. Đấy, từ từ để cháu lấy ra và đưa cho ông bà cụ. Đây, đây thì bác có ghi. Đây thì khăn bà tự may mới. Một cái mới cho ông cụ. Đây, đây là khăn. Khăn là bà tự may luôn đấy. Ôi, rất là đẹp này. Đấy. Đấy, khăn này thì cho ông bà cụ. Đấy, đây. Đấy, và thêm đây là cái quần này. Đấy, quần này thì là cũng là quần mới luôn đâu nhá. Vâng. Đấy, quần này thì quần mới luôn này. Quần rất là thơm luôn. Vâng. Đấy, quần này thì ông có thể mặc là đi rừng này nhá.
Vâng. Đấy đi rừng này kia này. Đấy con để đây cho ông này. Đấy, thì bây giờ thì hết rồi. Đấy, còn cái túi bóng đen này thì bây giờ cháu được xé bóc ra là bên trong rất là gì, ông có tò mò không? Vâng. Tò mò bên trong là cái gì không? Không có. Rất là tò mò đúng không? Tò mò. Không biết. Rất là tò mò. Đây. Cháu Lực hướng dẫn cho ông bà nha. Uống ở đây có. Ở đây cô cúng uống mỗi ngày tốt cho sức khỏe. Đấy. Đây thì bây giờ sẽ hướng dẫn để cho ông cụ đã. Một lúc hạt sen. Bọc ra cho ông cụ luôn. Bọc ra cho ông cụ hạt sen luôn. Đấy, bây giờ thì pha luôn cho ông bà cụ là cái cách mà phải pha luôn vào cái cốc mới luôn. Bây giờ thì cháu sẽ mang đi ra ngoài rửa đã. Ông cụ ở đây đợi cháu nhé. Có vẻ như chó của ông cụ rất là ghê đúng không ạ? Giờ thì sẽ pha cho ông bà cụ đấy luôn. Ông có nước nóng đúng không? Đấy, pha cho ông bà cụ luôn. Cái này thì cháu sẽ hướng dẫn ông pha nhá. Vâng. Cái này thì bóc ra là một gói ông nhá. Vâng. Xong là xé bên đây này. Ôi giời. Nó dị rơi tí. Đấy, xong là xé ra bổ đổ bỏ vào cốc này nhá ông nhá. Vâng. Đấy, bỏ vào đây. Bỏ bao giờ cho nó hết thì thôi ông nhá. Vâng. Đấy. Đấy, cứ mỗi gói là một cốc không nhá. Vâng. Mỗi gói là một cốc. Đây, có thêm một cái thìa là của bà, là bà ấy gửi luôn này. Của bà thân là bà gửi luôn. Đấy, là pha với nước nóng không nhá. Năm nào mẹ ơi. Đấy, mỗi lần ông pha là ông cho một gần đầy cốc nhá. Đấy. Đấy, ông là ông pha nước nóng này nhá. Vâng, con khuấy nó lên nhá. Quần ít. Đây, có vẻ là hơi đặc quá. Này hơi đặc quá thì nhà cháu được sẽ cho thêm nước một tí nữa. Đấy, ông cho vào thì ông khuấy đi nhá ông nhá. Vâng. Khuấy cho nó tan hết nhá. Nước đây sắc sôi. Nước sắc sôi à? Nhưng mà đây đủ rồi ông ơi. Vâng. Đây sắc sôi đấy. Đấy, đây là bột gạo nước. Cái này thì nó sẽ hơi, nó sẽ bị không được loáng nhá các bác nhá. Nó sẽ đặc sệt một chút. Đấy, ở đấy rồi đó. Đẹp bôi mà đây này. Ừ. Nước sắc sôi rồi. Đấy, cái này là bột gạo nước ông nhá. Đến ông pha xong thì nó sẽ hơi bị đặc sệt nhá. Vâng. Đấy, hơi bị đặc sệt nhá. Vâng. Nếu nó nguội thì ông ấy bảo là uống nhá. Vâng. Đấy, lần sau thì pha như thế này nhá. Vâng. Bây giờ chỉ giấu để đây đây nhá. Đấy. Vâng. Còn cái này là cũng là bột đậu nhá. Đấy, đây là bột hạt sen, là cũng pha như kia ông nhá. Vâng. Cũng là pha như kia hết ông nhá. Vâng. Thì sẽ để đây cho ông nhá. Vâng. Đấy, còn bây giờ sẽ đến phần quần áo. Ông nghĩ đây là cái gì không? Ông nghĩ đây là món đồ gì? Ông sờ đi. Cho ông sờ ấy. Ông bảo cái gì? Dép. Dép à? Sờ thì biết luôn cô bác này. Nhưng mà dép này không phải dép của ông đâu. Vâng. Ta đang dép của bà. Vâng. Dép của bà thôi. Đây gửi bà này. Đấy, còn đây là những cái bộ quần áo này. Đấy, xem ra. Bây giờ thì cháu Lực sẽ chọn ra những cái bộ nào cho bà này. Đây là bộ này thì cho bà này. Đấy, bộ này cho bà nhá. Đấy, bộ này thì cũng cho bà này. Đấy, đây gửi cho bà nhá. Còn cái quần này sẽ là để ông nhá. Đấy, chỗ này là để ông nhá. Cái áo này thì là sẽ để ông nhá. Vâng, nhiều cái lắm. Ui, nhiều chứ ông.
Ông thì năm nay không phải mua áo mới nhỉ? Vâng. Hôm nọ cũng được rất là nhiều ạ. Vâng. Nhiều các bác gửi cho ông bà đấy. Vâng. Đây thì cũng là quần này quần cho ông nhá. Đây thì cho bà này, nhìn phát là biết luôn này, đính gọi là những cái viên mà bằng nhựa này rất là đẹp này. Thì còn là cái này là của ông nhá. À đâu, không phải. Cái này là của bà này. Đấy, cái này của bà nhá. Đấy, okay. Còn những áo hoa này là của bà này. Đâu, xem cái này thì không biết là của ông hay của bà. Đây, cái này là của ông nhá. Đấy, đây chất liệu nó rất là mát đấy ông ấy. Đấy, quần này thì cũng để ông nhá. Đấy. Còn à, đây, cái quần này là của bà. Đấy. Đây, gửi cho bà này. Này thì có vẻ là bà vừa mới giặt xong cô bác, thành ra là cái phần sơn này nó bị dính vào nhau một chút. Nhưng mà không có vấn đề gì. Tại đây thì cái này thì à ông nhá. Đây thì của ông nhá. Đấy, cái này thì quần đùi này, ông mặc này. Đây là của bà nhá. Đấy, đây bà. Đây, đây thì là của ông nhá. Về. Đây, đây cũng là của bà này. Đây, gửi cho bà này. Đấy, quần này thì quần đùi cho ông này. Còn đây là cái quần hoa. Vậy. Là dành cho bà. Vâng. Đây một bộ luôn nhá. Đây là một bộ luôn nhá. Vậy. Đây là cái áo nhá. Đấy, đây là áo bộ luôn đấy, bà nhá. Nhiều lắm. Đấy, còn đây là cái quần của bà. Đấy. Còn bây giờ thì hết rồi ông nhá. Vâng. Đấy, hết rồi. Đấy. Ở đây thì ở đây thì bà Thân Thị Lan là gửi cho ông là gồm có mì tôm này, móc này, và gửi quần áo cho cháu Lực này, gửi thêm những cái hạt cái bột ngũ cốc này để cho ông với bà. Đấy, một tí nó nguội thì uống không nhá. Vâng. Dùng thìa để mà xúc uống. Đấy, còn thêm cái gì nữa không nhỉ? Đấy, quần áo rồi dép. Cái này thì đẹp đấy nhỉ? Ông thấy đẹp không? Vâng, đẹp đấy. Ôi, rơi mất dép của bà này. Đấy, đây thì đẹp. Đây thì lúc mà đi đâu ăn tiệc ấy, mặc cái này. Vâng. đi dép này đi nhá. Vâng. Đấy, nhưng mà đi là phải là... Không dám mà rơi ở đâu đó. Là không dám để ở ngoài đâu nhỉ? Vâng. Này thì đi ăn tiệc đâu thì cất cặp vào nách này. Vâng. Đấy. Cặp vào nách thì nó không bị mất. Vâng. Đấy. Ở trên bản này cho Lực cái cô bác, nếu mà đi ăn cái tiệc cưới nào mà mình mà đi cái dép mà đẹp mà dép xịn đi là thế nào một tí là cũng mất luôn. Đấy. Mình cứ đi dép 66 về xong dép 6 mình cứ bỏ, không ai em đi dép của mình luôn. Đấy, còn đây là cái muôi nhá ông nhá. Muôi để tối nay ông ăn nấu cơm nhá. Vâng. Đấy, con để đây luôn cho ông nhá. Ông với bà thì có thích cái phần quà này không? Thích đấy. Hả? Mê ngàm à? Ngà chứ ta. Cái này, bà này lên mít tì bè, mít tì bè, mít tì má, mít tì chảy trước rồi nó. Ừ. Bà này bao bao không? Mít tù tuần chảy trước à? Bao cả bì. Thế hả? Ừ. Thì hầu như là lúc nào cũng có nước chè để uống của bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có nói với bà là bây giờ thì có vẻ là ông bà sẽ bận rộn hơn nhiều đấy. Tại vì là có thêm những con vật nuôi của bác ạ. Phải để ý một chút thì nó không bị mất đấy. Bà mẹ ai là từng ta phì. Bố á? Phải là thằng dân mẹ. Lấy đồn thì. Thằng dân à? Nấm. Đấy, đây là cái quần áo mới để cho ông nhá. Quần áo mới cho ông với bà, có hết cái gì cũng có. Thực phẩm này, nước uống này. Đấy, lần sau thì pha như thế này nhá, ông nhá. Pha cháu vừa pha nhá. Đấy, không phải là cháu Lực nói đi nói lại đâu cô bác. Tại vì là nói để cho ông cụ nhớ cho cô bác, chứ không là sợ ông quên. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được thay mặt ông bà gửi một lời cảm ơn tới bà Thân Thị Lan. Là chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bà đã gửi những cái phần quà rất ý nghĩa cho ông với bà cụ. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong bà sẽ luôn luôn đồng hành cùng bạn em. Và mong tất cả
quý ông bà cô chú và tất cả các khán giả đang theo dõi kênh của bản em đồng hành và đồng hành cùng cháu Lực. Có thể là cô bác xem được những thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lần đăng ký kênh nữa để cho kênh cháu Lực ngày một phát triển hơn và có thể đi giúp đỡ được nhiều các hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác. Cháu Lực rất là cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều ạ. Để ông gửi một lời cảm ơn tới bà được không? Đấy, gửi những lời cảm ơn như hôm nọ cháu chỉ dạy ông ấy. Tôi cảm ơn ân nhân đã gửi nữ quân cô đối tôi với vợ tôi biết tôi ân nhân rất là nhiều, cảm ơn ân nhân. Đấy, vừa rồi thì cũng là một cái lời cảm ơn của ông cụ. Ông thì chỉ biết nói tiếng Kinh một chút thôi cô bác, ông cũng chỉ biết là gửi một cái lời cảm ơn và rất là ngắn ngủi tới bà thôi, và cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Nên bây giờ thì uống nước chè được không nhỉ? Vâng, uống. Chè của ông cụ thì rất là thơm của bác ạ. Dê của ông thì để đâu? Hả? Dê của ông thì để đến đâu? Ở đây. Ông đưa cháu đi xem dê được không? Vâng. Bày. Ừ. Đi ra ngoài xem dê của ông cụ một chút cô bác. Bây giờ thì trời thì cũng đã gần tối rồi đấy. Ui. Này, ui. Này. Chó thì có vẻ rất là ghê đấy cô bác ạ. Ôi, quên rồi à? Quên đâu rồi? Quên rồi. Có vẻ là lớn hơn đấy ông nhỉ? Vâng. Ôi, cái cây này là cây gì đấy ông? Hả? Cây này là cây gì đấy? Cây... Cây này ăn được không? Ba chồng à? Ồ, ba ăn bục ở đây. Đây này, dê của ông cụ thì là đây này cô bác này. Bục đây. Ôi, no bụng đấy ông nhỉ? No đấy nhờ. No đấy. Đấy. Có vẻ như là được một tuần đấy cô bác. Cũng đã lớn hẳn lên rất là nhiều. Dê này thì chắc là độ đâu đó được tầm độ đâu đó phải tầm hơn gần một năm nữa thì mới đến tuổi mà cặp kê được. Vậy. Vậy thì này từ từ mà nó. Lớn nhanh ông nhờ. Vâng. Lớn nhanh nhờ. Ông thì có vẻ là rất là khoái cô bác, rất là thích dê luôn. Có những con vật nuôi. Con to đấy. Chê đấy hả ông? Vâng. Chê đấy à? Chê. Chê này thì ông có được hái không? Có. Có à? Ừ. Lúc nãy ông vẫn làm được chè mới. Ông làm được chè mới à? Ừ. Ở đây thì có cô bác nào mà quan tâm tới chè của ông cụ thì có thể là điện thoại cho cháu Lực và cháu Lực sẽ gửi những cái cân chè cho các cô bác anh chị. Chè này thì rất là thơm cô bác nhá. Ở đây thì xung quanh của ông cụ thì có thể là ông cụ được trong cái phần đấy cô bác thì ông được là hái chè cô bác. Chè này thì rất là ngọt. Dê với chó thì dê này thì ông chỉ để buộc ở xung quanh này thôi à? Vâng. Đây xung quanh nhà của ông bà cụ ấy cô bác thì có rất là nhiều cỏ cho nên là có dê vào nó rất là tốt này. Đây, bây giờ thì hoàng hôn chuẩn bị lặn rồi cô bác ạ. Là có thể nói là kết thúc một cái ngày mà vất vả và một cái ngày làm việc của mình rồi. Đấy, và đến đi về nhà ăn cơm xong là nói chuyện cùng với gia đình. Đến ngày mai thì mặt trời lại mọc, lại khởi đầu một cái ngày mới rồi. Và ở đây thì cháu Lực có cái logo của bác, cháu Lực để ở trên góc màn hình đấy. Thì cho cháu Lực xin được phép là giải thích cái phần cái logo mà cháu Lực thiết kế ra một chút cô bác nhá. Cái logo của cháu Lực thiết kế lên cô bác là có ba quả đồi này, xong là cái mặt trời và mọc ở đằng sau. Và trước cái quả đồi đấy là có một cái bản. Có một cái bản là đang sinh sống, mà cái bản đấy thì gọi là gắn kết yêu thương với nhau rất là nhiều. Cái mặt trời mà mọc lên đằng sau ba cái ngọn núi mà cháu Lực lên đấy chính là gọi là mọc lên khởi đầu một cái ngày mới cô bác, một cái ngày mới của mình làm việc này. Ở đây thì những cái bộ quần áo của ông với bà đang mặc thì hoàn toàn là được các bác gửi lên cho ông bà cụ rất là nhiều. Trong thời gian tới thì ông bà cụ sẽ không phải là đi mua quần áo thêm nhiều hơn đâu cô bác. Hôm nay thì đến thăm ông bà cụ một chút
và trao cái phần quà này tới tay cho bà cụ. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở chương sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Cố gắng ông nhá. Vâng. Đấy, cố gắng năm sau có thêm đàn dê thật to, lớn rồi nhá. Vâng. Đấy, 1, 2, 3, 2, 3 năm thì có một đàn dê làm chuồng to hơn đấy. Vâng. Đấy.